Rồi. Để mà làm bánh ngàn lớp thì chuẩn bị sẵn hai cái âu như thế này nhá. Một cái âu thì mình sẽ để bột vỏ, một cái âu mình sẽ để bột dầu này. Bây giờ sẽ cân bột vỏ trước. Mình dùng bột mì đa dụng số 11 này, Baker Choice. Mình sẽ đong vào đây là 170g bột. Ok, mình cho bảy mươi gram này, xong đấy là 25 đường. Đường thì mọi người nên xài đường xay, bởi vì là cái đường xay thì nó nhuyễn hơn, nó sẽ lúc mà mình nhồi ấy thì nó sẽ tuệ luôn vào bột, chứ nó không bị hạt như là đường hạt. Nếu mà không mua được đường xay, mọi người có thể dùng máy xay ấy, xong mọi người xay cái đường hạt ra cũng được. Nhưng mà thực ra là nên mua đường xay, đường xay thì cũng khá là dễ mua, chẳng có gì mà không mua được cả. À không, bây giờ sẽ cách cũng khó nói lắm nhỉ. Rồi, 25g đường này, xong rồi cho một nhúm muối vào. Một nhúm muối cho thói quen thôi, với cả là thích ăn cái vị ngọt nhưng mà hơi đậm đà một chút. Cho một nhúm muối. Mọi người dùng tay này, bóc một nhúm cho nó dính lên cái chỗ khe của bốn ngón tay là được. Rồi lúc này toàn nguyên liệu khô thì mình đào đều lên một chút nhé. Lát nữa mình sẽ cho nguyên liệu hơi ướt vào ấy, thì nó sẽ khó đào đều hơn. Vì thế nên lúc nào làm món gì thì Linh cũng sẽ đào đều các cái nguyên liệu khô trước. Bây giờ mình sẽ cho bơ nhé. Công thức này của Linh thì Linh sẽ cho cả bơ và dầu ở trong bột vỏ. Có nhiều công thức thì cho bột cho mỗi bột cho mỗi bơ thôi, hoặc có nhiều công thức thì cho mỗi dầu thôi, nhưng mà Linh làm thử thì Linh thấy nếu mà công thức ấy mà cho mỗi dầu ấy thì cái vỏ nó dở lắm, còn nếu mà công thức ấy mà cho mỗi bơ ấy thì cái vỏ nó lại bị bở, lát nữa cán thì nó rất là dễ bị vỡ vỏ. Thế nên là mình sẽ mix giữa hai công thức đấy để mình ra một công thức là nửa bơ nửa dầu, nó vừa dai nó vừa dẻo dễ làm, giữ được form đẹp của nó thì nó mình sẽ cho 40g bơ. Lúc mà cắt bơ thì mọi người nên cắt cái slice nhỏ nhỏ như thế này, bởi vì bơ này là bơ còn lạnh thì cắt mỏng ấy tí nữa mình nhào nó sẽ dễ quyện vào nhau hơn, còn cắt dày nó lâu tan. Dạo này hay lẫn lắm, rõ ràng miệng mà 40 trong tay cắt 60. À rồi, sau đấy thì mình sẽ cho thêm 20g dầu ăn. Dầu ăn loại nào cũng được, mình đi ăn dầu loại này. Rồi, mình sẽ... Nếu mà có cân tiểu ly mà rót thì rót được ăn chậm thôi nhá, tại vì cái dầu ăn nó khá là nặng đấy, 20g nghe thì thế chứ nó cũng chẳng có bao nhiêu. Rồi, bây giờ mình đã có cái hỗn hợp này rồi thì mình sẽ lấy cái muỗng, mình tạm thời đảo đều với nhau một chút nữa. Thank you.
số 11 Baker Choice thì còn bằng ngày nước này, và cục hồi thì sẽ còn như thế này. Cái này là rất là đáng hồi rồi đúng không? Rất là ổn ha. Thì bây giờ mình sẽ bọc cục bột này lại và chuyển qua bột dầu. Tất cả những cái bột này sau khi trộn xong thì cho nghỉ những bột này nhá, sau khi trộn xong nhá thì cho nghỉ 30 phút để cho bột nó nở ra và thấm được chất béo cũng như là nước để bột ổn định hơn. Mọi người không cho nghỉ ạ, là lúc mà cán bột nó sẽ rất là dễ vỡ, sẽ bị bột và phần chất lỏng chưa đều với nhau. Ok chưa? Để vào bây giờ nhá. Bột dầu này thì mình cũng vẫn sẽ dùng bột 11. Đây là bột 11 này. Cái bột 11 này mọi người có thể thay bằng bột mì đa dụng. Bột mì đa dụng của Hoa Ngọc Lan này, hoặc là của Mei Chen này, hoặc là của Mama Choice này. Nói chung là bột mì đa dụng của bên nào cũng được. Thực thì tính chất nó cũng tương đương nhau, tùy khẩu vị thích ăn cái nào thôi. Mình làm quen với cái Baker Choice này rồi. Rồi, bây giờ đầu tiên bột dầu thì mình sẽ làm 160g bột mì ha. Nó cái bột này, cái lượng bột này nó cũng gần tương đương với bột vỏ. Bột vỏ hồi nãy mình lấy là 170g, bây giờ mình sẽ lấy 160g. 122 rồi. 150g rồi. Ok. Bột dầu thì nó có tên đúng, nó có cái tên giống như tên gọi của nó, chỉ có bột và dầu thôi. Thế nhưng mà cái lượng dầu ở đây thì mình hiểu là nó gồm có phần chất béo ha. Nó sẽ là bơ và dầu ăn. Thì mình sẽ cho 90g bơ. Cái lượng bơ của nó sẽ nhiều hơn hẳn là cái bột vỏ. 90g mà mình cắt từ này chắc đâu đó chín đã. Bơ xong này, bây giờ đến dầu ăn nhá. Mình sẽ cho một ít dầu ăn vào đây. Mình cho khoảng muỗng cơm dầu ăn. Cái dầu ăn ấy, nó vừa có tác dụng làm béo mà nó lại còn vừa có tác dụng làm cho bột này dẻo dai hơn. Vì thế là không nên tiếc một chút nữa. Càng dẻo dai càng thích. Bây giờ mình sẽ nhồi thôi. Bột dầu này thì tuyệt đối là không có dính nước, nó chỉ có bột và chất béo thôi. Chất béo mình bơ và dầu, vì thế nên là bài học thì cái bột này nó sẽ quyện hơn và nó sẽ dẻo hơn, như vậy thì mình cái nó sẽ tốt hơn. Ok, đi ủ nha mọi người. Rồi 30 phút trôi qua thì trong 30 phút đấy thì đi xem nhân đậu xanh nhá. Đây, cùng nhân này. Đấy, và đi hấp trứng muối. Đây là bột vỏ, đây là bột dầu và đây là nhân. Cùng nhân này để ra đây. Bột dầu để ra đây một chút đi. À không, bột dầu mình sẽ làm trước. Bây giờ mình sẽ đi tạo màu bột dầu nhé. Đi tạo màu bột dầu này thì mình sẽ dùng màu
phẩm, màu thực phẩm của Unicorn. Màu này ở Việt Nam thì rất là phổ biến vì nó an toàn này, nó có chứng nhận các thứ rồi đấy. Với cả là nó cũng rẻ nữa, nó cũng dễ mua nên mọi người cứ mua màu Unicorn cũng được. Còn mà ai mà sang hơn thì có thể sử dụng các loại màu thực phẩm xịn hơn nhé. Ok, vì mình muốn làm 4 màu mà hôm nay ở nhà mình chỉ có mỗi 3 màu thôi. Nên là cái màu xanh này mình sẽ làm một cái màu xanh đậm và một cái màu xanh nhạt. Thế thì vì định làm 4 màu ấy nên là mình sẽ chia cái cục này ra thành 4 phần nhá. Mình thì thích làm cái hệ tâm linh nên là đấy, hệ tâm linh đã trượt một phát rồi đấy. Không sao. Phát to phát nhỏ rồi tức quên đi. Không sao, mình sẽ sửa được nó. Tâm linh là một phạm trù có thể sửa chữa được. Không sao nhỉ? Đấy. Như chưa hề có cục chia ly nhá mấy bạn. Lần này thì mình sẽ tâm linh một cách cẩn thận hơn. Ngắm ngắm một tí. Thực ra thì mình có cân ngay bên cạnh đấy nhưng mà mình không thích xài. Xài cái này cho nó nhanh bởi vì mình là người thuộc hệ tâm linh cộng với người nữa. Ok. Đấy. Một cục đèn nhau rồi. Bây giờ mình sẽ tạo màu từng cục này. Đầu tiên là màu hồng. Còn là màu yêu thích của mình nhé. Mình sẽ cho khoảng này. Màu hồng là màu này mình cũng là màu trung bình và không đậm trong nhà đâu. Bạn nào thích hồng rực lên thì có thêm màu. Còn ai mà thích màu pastel một tí thì cho nhà thử một chút. Mình sẽ ngồi như này cho nó ăn màu nhé. Ngồi một tí và nó ăn màu thôi. Chia hệ tâm linh một lần này đã được tổ bánh phù hộ rất là đều. Ok, nó sơ tay vào một tí hơn đỡ còn cái màu nào nó dính. Okay. Bây giờ mình sẽ quay màu đậm. Chia cái bột vỏ này làm 4 phần bằng nhau nha. Để chia theo hệ tâm linh thì mình sẽ làm cho nó hơi trụ trụ, hơi
xay lên đèo một xíu, chia cho nó dễ. Chia 4 thì đầu tiên là chia đôi và chia đôi. Ai có cân thì nên cân tổng trọng lượng lên, nên chia làm 4 thì mình sẽ có bài toán tiểu học. Thì mình làm chia hệ tâm linh mình sẽ như này. Chứ rồi, hệ tâm linh này có vẻ là không độ mình một lần nữa. Không sao, mình sẽ lắc qua đây một xíu. Okay. Rồi, đây là mình sẽ có 4 cục này. Thế bây giờ mình sẽ đi làm từng cục một nhá. Nói chung là bột thì chưa làm thì cũng cứ phải bọc lại, không mình sẽ đi khô mặt mất. Ok, bây giờ có một cục bột mình sẽ vê lại một chút này. Vê lại một chút, không cần nhất thiết phải vê kỹ lắm đâu. Vê kỹ quả chai bột thôi. Mình có thể dùng tay hoặc là dùng cây cán nhá. Mình cán sơ một chút. Cái mặt dưới của cái này á, mọi người nên dùng hoặc là một chút dầu ăn hoặc là một chút bơ gì đấy để mọi người chống dính. Mình cán quá nhanh nhá, cán chậm thôi để cho mình vừa cán bột nó vừa co giãn, nó vừa nghỉ, thì như vậy thì bột nó sẽ bớt co và mình cũng sẽ dễ gói hơn. Nó sẽ bột cán xong nó sẽ như này, ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ pha màu vào nhá. Mình thích màu gì thì mình cho màu đó thôi. Đây là một cuộc chơi màu thôi. Đấy, đầu tiên là mình thích bỏ màu trước. Màu yêu thích nhất của mình, mình sẽ bỏ lên đây. Tiếp tục đến màu yêu thích thứ hai của mình. Đấy, thì mình sẽ bỏ lên đây. Màu yêu thích thứ... Ôi, chẳng thích lắm nhưng mà màu đỏ đang đậm đậm rồi thì mình sẽ cho một màu xanh bơ non mềm nhạt 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 ở đây cho nó đỡ vô duyên. Xong rồi mình sẽ qua là xanh matcha đậm đà bản sắc người Nhật ở đây. Okay. Xong chưa? Xong rồi thì bây giờ mình sẽ gói nó lại này. Gói chưa? Gói cái đuôi này lại này. Trong cái quá trình gói này thì mọi người cố gắng là gói chặt nhé. Không phải có chặt tay mà là ý là gói kín lại, không cho nó hở ấy. Tại vì nếu mà hở lại cái mình cán ấy, thì cái bột dầu bên trong nó sẽ bị xì ra khỏi vỏ. Nên chưa, mọi người sẽ được một cái miếng như thế này nhá. Đấy. Ok, mình làm xong cái này mình sẽ để đây cho nó nghỉ. Lại che nó lại này. Xong mình làm qua cục thứ hai này. Cục thứ hai và những cục tiếp theo thì cũng sẽ tiếp tục làm như thế nha mọi người. Mình sẽ làm lần lượt hết 4 cục nhá. Lúc mà đợi cho cái này nó nghỉ khoảng 10 đến 15 phút thì mình đã nặn nhân xong rồi nhé. Cắt vào đây có được không? Cắt vào đây đi. Để bọc lại cho nó khỏi khô cái nhân. Ít chưa? Khi mà khô cái nhân thì lát nó ăn bị khô lắm. Nhân này của mình là nhân đậu xanh trứng muối. Đậu xanh thì sen bình thường, trứng muối thì rửa sạch. Sau đấy thì mình hấp khoảng 5 đến 10 phút cho lòng trứng nó hơi mềm, hơi đào một tí, lúc nướng nó vừa. Ok, để con bên nhé. Bây giờ mình sẽ quay lại. À, để xử lý cái đống này. Đấy, mình làm ở đâu thì mình lấy cái này đúng không? Bây giờ mình sẽ cái cục này là cái cục mà đầu tiên mà mình cán, vì thế nên mình sẽ đem nó ra để xử đầu tiên nhá. Tránh cho nó dính thì mình sẽ làm sạch lại, lau sạch một lần nữa cái mặt này. Thực ra là nó đã sạch rồi nhưng mà mình sẽ lau một lần nữa để cho chắc nhá. Tại vì nếu mà nó dính thì nó sẽ bị bể bụng như thế thì xấu lắm. Ok, sạch rồi. Bây giờ mình sẽ cán nó ra nhé. Cái bột này sau khi mà nó được nghỉ ấy, thì nó đã bắt đầu mềm dẻo hơn rồi, thì mình sẽ cán nhẹ nhẹ vào cho nó. Mọi người đừng đè nhá, mọi người đẩy cái cây lăn bột về phía trước và cán nhẹ thôi. Có một số người thì thích cán bằng tay, nghĩa là mọi người thích cán đẩy ra như thế này, nhưng mà người người lười như mình thì mình cán như thế này chẳng lên. Không có gì phải vội, khúc này mình vừa cán để cho bột nó nghỉ. Đấy. Và vừa canh cái độ dày mỏng của các đầu bột cho nó bằng nhau. Mọi người thấy đấy là bột nó trộn với lại dầu và bơ ấy, thì nó sẽ cho cái độ đàn hồi rất là tốt, độ dẻo dai rất là tốt. Ok, đến khi mà nó to gấp khoảng 4 lần cái miếng ban đầu ấy thì mình bắt đầu cuộn được rồi. Hello sweetie.
Con ăn xong thì hả? Và mình cuộn chặt tay lại ha. Mình cuộn chặt tay lại thì mình sẽ được một cục như thế này này. Mình sẽ được một cục như thế này nhá. Nhưng mà mình sẽ đi qua cuộn tiếp theo, mình lại cho nó nghỉ tiếp. Có thể làm luôn được nhưng mà mình muốn cho nó nghỉ cho chắc thôi. Thì mình sẽ mọi người đừng quên những công đoạn cho bột nghỉ nhé, tại vì bột cho bột nghỉ nó rất là quan trọng đấy. Nếu mà mọi người không cho bột nghỉ là bột không có đủ độ đàn hồi và dẻo dai để cho mọi người mặc muốn nhào muốn nắm thế nào thì nó lâu. Mọi người thì mình sẽ cuộn này. Ok, bây giờ cái cuộn này nhá. Mình sẽ nhíu cái mép nó lại một chút. Đầu tiên là miết cho cái mép nó dính này. Mình sẽ nhíu nhíu lại một chút này. Ok, nó sẽ dính tương đối như thế. Mình sẽ cuộn, sẽ lăn một chút cho nó chặt. Ok, đặt cái mặt xuống dưới nhá. Bây giờ này, mình sẽ cái này nó sẽ đang dài khoảng 20cm nhá. Thì mình sẽ làm cho nó dài ra khoảng 40cm. Theo chiều dọc, mình cán ra khoảng 40cm. Trước khi cán thì mình sẽ dùng tay mình massage cho nó một tí. Đấy, cho nó có vẻ cao cấp. Đấy, massage bằng tay nhá. Nói chứ mình ấn bằng tay thì cho cái cảm giác tay nó sẽ cảm giác bánh tốt hơn thôi. Chứ cũng chẳng cần thiết lắm đâu. Con xả thêm nước nóng đi. Thế bây giờ nhá, mình muốn cái hình dạng bánh của mình nó sẽ như thế này. Nếu mà mình muốn cái màu nào nó ở trên, đúng không nhỉ? Cái màu nào nó ở trên thì nó sẽ phải ở bên trong. Vậy thì mình sẽ cuộn cái đó trước. Ví dụ như mình muốn cái màu hồng ở trên đi. Cuộn chặt tay một tí, chứ không tí nó khó cắn. Thêm một chút cho nó ăn chặt. Mình sẽ có một cái cuốn chéo như này. Cái cuốn chéo như này mình lại tiếp tục cuốn dài nó ra nhé. Bây giờ mình muốn cuốn cái màu hồng vào trong thì mình sẽ cuốn cái đầu hồng trước. Tại vì cái bàn của mình nó chỉ dài ít thế này thôi. Thế nên là mình sẽ phải làm từng phần một. Mà nó mỏng khoảng 20mm ấy, thì bắt đầu mình sẽ cuộn tròn nó lại này. Tròn nhé, không phải cuộn chéo nhé. Và mình vẫn tiếp tục cố gắng cuộn càng chặt tay càng tốt này.
nó sẽ thi thoảng nếu mà cái bột của mình nó tách tốt quá nó sẽ hơi bung cái vỏ một tí nhá, nhưng mà không vấn đề gì cả, mọi người cứ ăn tiếp, nó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến thành phẩm cuối cùng đâu, tại vì thành phẩm cuối cùng của mình nó là kết quả của rất nhiều lớp đẹp bên trong khác cơ, chứ không phải là chỉ mỗi cái này. Và mình cần đến đây này, để mình cắn tiếp này. Bây giờ đang ăn đây đúng không? Thì mình nhấc nó lên đây để có không gian cho mình cắn. Cắn tiếp nhé. Hơi ruột một chút. Ok, vậy là sau khi cuộn ấy, thì mình sẽ có một cái cuộn bánh như thế này, mọi người thấy không? Hai cái đầu này có thể là sẽ không bằng nhau thì mọi người không có gì phải thắc mắc nhiều hay là phải lo lắng nhiều, mình sẽ có thể cuộn nó lại như này, chỉnh nó lại một chút cho nó bằng nhau này. Mọi người tưởng tượng là bên trong này nó sẽ là nhụy hoa này và bên ngoài nó sẽ là lá này, đấy là lý do mà tại sao mình phải làm như thế. Ok, mình sẽ để nó qua bên này, nằm qua đây. Ok, vậy là mình đã cuộn xong rồi. Cuộn sau khi cuộn xong thì mình sẽ cắt ra như thế này, dao sắc để cắt, nhưng mọi người đừng có dùng cái đồ cán bột này đâu, nó sẽ không có được sắc nét đâu. Mình sẽ giữ hai bên này nó không bị bè hai bên. Một phát ăn này rồi, sắc nét hơn rất là nhiều, mọi người thấy không? Ok ha, đó mình nhìn bây giờ nó đã rất là giống bông hoa rồi. Đừng có dùng cây cán bột đấy. Đó đấy. Cái này bị cuộn ngược màu hồng ra ngoài này. Không sao, biết đâu mình có một bông hoa ạ. Bây giờ một nửa của cái cúc vừa nãy mình cắt ấy, thì mình sẽ lấy tay ấn dẹt nó ra này. Ok chưa? Sau khi ấn dẹt rồi nhá, thì mình sẽ dùng cây cán, mình cán nhẹ ra. Mình cán mục đích là cán tròn để cho nhân vào, vì thế nên mình sẽ cán giống hệt như là cán bánh bao nhá. Còn nếu mà ai chưa cán bánh bao thì theo dõi tiếp đi. Đây lăn này nó dính một xanh ra. Mình sẽ cán các mép này mỏng như này. Các mép mỏng một tí nó dán với nhau ấy thì nó sẽ là vừa. Còn nếu mà mép mà dày ấy, mép mà bằng nhân ở đằng giữa ấy, thì lát nó dán vào nhau đấy, lại sẽ thành dày quá. Ok, như thế này là vừa rồi này. Cái mình sẽ cầm nó lên, nếu mà ai run tay thì lấy cái đồ hốt bột hốt lên cho nó chắc, còn nếu không thì nó lột thẳng lên cũng được, nó sẽ hơi méo như cảm thấy. Mình sẽ chỉnh lại cho nó tròn lên để làm sao để cái giữa của cái tân này nó vào đúng tay mình ấy, thì mình đặt cái cục bột vào nó bị đúng, nó được đúng. Cái lát nữa mình nặng cái bánh đó thì nó sẽ được tròn đấy. Bây giờ mình sẽ gói rất là chặt vào, mọi người lưu ý là gói chặt nhé, gói từ từ và gói chặt lại này. Đấy thì chặt thì cái bánh của cái nhân nó sẽ ôm với nhau, nó sẽ lúc mà mình cắt bánh không bị rỗng ruột. Mình sẽ dán cái mép này vào là xong. Sao cho nó đẹp lại. Ok. Đây, mình sẽ có cái bông hoa là sẽ như thế này. Sẽ hơi chỉnh dán một tí cho nó tròn. Ok chưa? Mọi người không nên chạm quá nhiều vào những cái thành này nhá, tại vì mọi người chạm vào thì những cái bột lớp bột này nó sẽ dính vào nhau. Mà nó dính vào nhau ấy thì lát nữa nó sẽ kém bung hơn. Đấy, mình sẽ có một bông hoa màu xanh và một bông hoa màu hồng rồi, mà mình thích bông hoa màu hồng hơn. Và mình lần lượt làm như vậy với tất cả các phần còn lại của bột nhá. Ta-da!
bây giờ là mình đã xong thành phẩm rồi. Đấy, mọi người có thể thấy chưa gì mà đã thấy xinh rồi đúng không? Mình có hai bông hoa màu xanh và 6 bông hoa màu hồng. Thế bây giờ mình đã bật sẵn lò nướng ở 200 độ C, nó đã nóng được khoảng 10 phút rồi. Thế nên việc của mình bây giờ chỉ việc bỏ cái này vào và nướng thôi. Bánh này nó rất là nhanh chín, mọi người nướng ở 200 độ C. Nếu mà lò chiên không dầu ấy thì mọi người nướng ở 170 độ C ha. Trong cũng trong vòng 25 phút luôn, 20 đến 25 phút là chín, tùy vào kích cỡ bánh, nếu với cỡ này là khoảng 25 phút. Thế còn đối với những cái loại lò mà không có thông gió ấy, không có quạt gió ấy, thì mọi người là khi mà nướng được khoảng 15 phút là mọi người mở nhanh tay mở nắp lò và sau đấy xoay ngược nó lại như thế này. Đó, để cho hai bên bánh ở hai bên khoe nó đều được chín đều, chín vàng đều, chín đều chứ không phải vàng đều đấy. Thế còn nếu mà lò nào mà có chức năng có cái quạt gió thì không cần, mọi người chỉ cần để đấy yên tâm đi làm gì đấy, khoảng 20 phút sau quay lại canh lò tiếp là được. Bây giờ mình sẽ cùng đi nướng nha. Ok, bây giờ bánh ngàn lớp bông hoa hồng của mình đã xong rồi. Mọi người có thể thấy là thành phẩm rất là đẹp đúng không? Bây giờ mình sẽ nướng lên một cái bếp kín, mọi người xem nhé. Đấy, mọi người thấy nó tách lớp rất là đẹp này, thấy không? Tách lớp không? Xung quanh tách lớp rất đẹp luôn nha. Không biết mọi người có thấy rõ không? Ok, thử cái khác đi. Đây, cái này tách lớp cũng xinh lắm nè. Đấy, thấy không? Không biết là máy quay này có focus cho mọi người không nữa. Mọi người thấy không? Mình tách lớp này. Đấy, rất xinh và chắc chắn là ăn cũng rất ngon. Hôm nay mình nướng hơi quá tay tại vì lỡ để quên. Hơi bị quá một tí nên cái đầu trên này nó hơi xém một tí tẹo. Nhưng mà không sao cả, chẳng ảnh hưởng gì cả. Rồi, quan trọng là thành phẩm cuối cùng đẹp là được. Ok, vậy là đã xong video ngày rồi. Và chúc mọi người làm thật là thành công nha. Bye bye. Cứu.